Hiện tại là chị đã thái xong rồi, thì hiện tại cũng cho lấy cho bò ăn mọi người. Đây có hai con nhưng mà ăn được một đống này thôi. À, cho nên nhắc này sao để nó được đùa phải không? Ồ, nó đùa rồi. Thế cho nên như là trên này trỏ cho nhà lóng rồi ca ca chỉ nó không? Cái này bảo là bò này của chị ăn cả ăn với lá là ăn cả cây. Chị có nói là bò này ăn cả cây, chứ không như bò nhà Mỹ Linh là chỉ chọn mỗi lần lá ăn thôi. Đấy, lấy lưới liếm ấy. Đấy, lấy lưới liếm thì dính lưới thì ăn, còn cái cây to quá thì nó lại bỏ mọi người. Đấy. Thế là bò này thì bò của nhà anh cho này ấy, thì ăn rất là tốt mọi người. Bò ta này nó ăn nó không chọn mà như kiểu bò lai á, như nhà Mỹ Đình nó bò lai bò lá xin về á thì nó chỉ chọn mỗi cái lá ăn thôi. Đấy. Còn mỗi cái cây thì nó không ăn, cái thân cây nó không ăn. Đấy. Mỹ Đình xin chào tất cả cô chú bác anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay Mỹ Đình tiếp tục đi vào thôn bản chia sẻ một cái hoàn cảnh đặc biệt rất khó khăn. Ở nhà anh cho bất lực. Thế thì những cái thước phim trước thì cũng rất là lâu rồi. Thì hôm nay Mỹ Linh quay trở lại với nhà anh cho. Nhà anh cho thì trước thì Mỹ Linh cũng quay một đoạn video mọi người cũng biết rồi. Anh rất là nhiều con. Đấy, 7-8 đứa con ấy. Không hai vợ chồng mà nhà rất là nhiều khổ. Nhà phải nói là nhiều khổ nhất cả một cái thôn mọi người. Thì hôm nay Mỹ Linh sẽ tiếp tục đi vào chia sẻ ngôi nhà quay trở lại xem tình hình gia đình anh có nhà mới chưa hay là vẫn vậy. Đấy, mời tất cả mọi người đi cùng Mỹ Linh nhé, mọi người đi vào nhà anh cho mọi người nhé. Nhớ chào, xin chào nhé. Xin chào nhé anh. Cũng có đôi hai con bò như trước rồi. Nhà thì vẫn thế là mọi người nhé, không có gì thay đổi cả. Anh ốm à? Thì anh thì ốm nên là suốt ngày ngồi ngoài cửa nhà mọi người nhé. Những phim trước thì mọi người cũng xem rồi. Đấy, anh thì ổ yếu suốt ngày. Đấy, nên anh toàn ở nhà nên là cũng chả đi đâu làm được. Hôm nay là mỗi anh ở nhà thôi à? Không ai ở nhà hết rồi nhỉ? Mọi người đi vắng hết à? Mọi người đi vắng hết rồi. Chắc là gia đình cũng đi làm hết rồi, không ở nhà. Đấy, mọi người xem nhà anh ấy rất là nhiều khổ mọi người. Đấy, toàn là những cái tre để cái nứa này lấy về để dọc tường dọc cửa. Nhà thì cái phim trước thì mọi người cũng biết rồi, đứng rất hoàn cảnh. Hoàn cảnh thì nó là một cái nhất thôi như thế. Tất cả cả một cái thôn bản. Do là ngày xưa thì các cụ cũng để trong con như này và chăm lo cho các con nhiều, cho nên là cái cuộc sống bây giờ mới xuống như vậy mọi người nhé. Nói chung là cái nỗi khổ của người Mông ở trên vùng cao Mỹ Linh là rất để rất nhiều con, cho nên là mọi thứ là mình bố mẹ cũng nhà ở cũng rất là đơn sơ đơn giản như vậy thôi. Để nhiều con thì cũng khổ cho mình nha mọi người. Do là ngày xưa là các cụ không có kế hoạch gì cả. Thế là vì cái lý do mà các cụ là như vậy. Cho nên là cái cuộc sống bây giờ như thế này nhé. Nên là cũng vậy rồi. Cái cảnh đấy là cái này thì cũng thủng hết rồi. Chỉ dùng cam thôi. Nước về thôi. Đấy. Cái này là dùng bếp củi mọi người, anh thì không bếp ga đâu. Đấy. Đây là cái chậm bát đũa của anh đây mọi người. Chậm bát đũa cháu nhưng mà anh chỉ có bằng này thôi.
người còn nhiều hơn như cái bát đũa này mọi người nhé. Bát đũa có khoảng 2-3 cái. Cỏ bò thì vẫn chưa thái chưa chặt gì cả. Đây cũng là một cái chú ngủ, à đây là giường ngủ của gia đình nha mọi người. Đây là chú ngủ của các cháu đây, đây rất là lộn xộn đây. Quần áo nào là các kiểu lẫn lộn hết. Đây. Chỗ này mà mưa to là sợ mưa nó hát vào là rất là khó ngủ mọi người. Đây, trên này là không có gì che bằng đâu. Cho bất lực này thì anh chỉ lúc đấy như là cũng nói cho mọi người biết rồi đấy, anh thì ốm yếu suốt ngày, vợ con thì cũng đông, rất là đông con, cả gia đình 7-8 người ở trong một cái nhà rất nhỏ tí mọi người ạ, nói cái nhà nhỏ nhất thôn nhất xóm luôn, nhất bản luôn đấy. Đấy, đấy là mình định qua trực tiếp quay nhìn trên điện thoại như vậy thôi, chứ còn để mà mình nhìn trực tiếp thì thật sự cái nhà của anh mà gió to thì cũng đổ hết đấy. Nói chung là cây cối mọi thứ là mùn một hết rồi. Cái nhà này anh cũng làm rất là lâu rồi mọi người, cho nên là nhà cũng hoàn cảnh ấy. Anh thì ốm yếu suốt ngày nên là không có tiền để mình không biết đi làm cái gì để mình có tiền để mình sửa lại cái nhà, để sửa sang cái nhà để mình ở cho nó đàng hoàng. Nhưng mà thật sự phải nói thật sự là do cái bệnh tật đấy. Đấy, cái bóng nhà này của anh mọi người xem đây cũng như thế này rồi đấy. Chưa có gì để sửa, không có tiền sửa mọi người nhé. Đấy, móng nhà như vậy, cả một cái chân cột này cũng bị bị như vậy rồi mà anh vẫn còn không có tiền để sửa sang cái gì cả. Đấy, kéo theo cái bệnh tật lớn cái nhà, cái hoàn cảnh rất là đặc biệt khó khăn mọi người. Anh à, thế anh chị với các cháu đi đâu rồi? Chẳng biết là chị dâu của cháu đi học hết rồi. À, các cháu đi học hết rồi. Chị chẳng biết là đi đâu. À, thế là bố mẹ anh ở nhà. Bố mẹ giờ thế rồi, là thế đi Hà Nội. Thế anh ốm yếu này anh không đi viện chưa? Sao anh không đi ốm số ngày này, anh đi bệnh viện chưa? Không, đi về trước rồi. À, anh đi từ trước rồi. À, anh đi từ trước rồi, thế ốm này phải đi viện anh ạ. Trước thì em cũng lên đây thì anh nghe hàng xóm nói là anh ốm số ngày thì nói chung là chả biết căn bệnh gì hết, thì anh cũng nên đi viện để khám xem mình có ra gì không anh nhé. Vâng. Ốm yếu thế này là nên lúc ảnh hưởng đến sức khỏe với lại đến gia đình. Đấy, bởi vì nhà cũng đông người ấy, cho nên là mình anh là bố thì anh cũng nên đi bệnh viện đi chữa trị anh ạ. Đấy, nếu mà mình đi bệnh viện huyện mà không chữa được thì mình phải xuống bệnh viện tỉnh anh nhá. Đấy, không là anh nằm suốt ngày như thế này là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Đấy, cho nên là cũng phải đi khám lại sức khỏe xem mình có bệnh nền gì không để mình còn chữa anh nhé. Đấy, cho nên là em chỉ khuyên anh như vậy thôi. Đấy, mọi người nhà thì rất hoàn cảnh. Anh thì ôm những số ngày thì lúc nãy Mỹ Đình cũng bảo anh nên đi đi chữa trị. Đấy, anh thì ôm rất là lâu rồi chứ không phải mới ốm đâu. Đấy, như thước phim trước là mọi người cũng biết rồi đấy.
là anh thì ốm rất là nhiều, cho nên mới bảo là anh nên đi khám đấy, để chữa trị những cái căn bệnh này trong người đấy. Bởi vì anh cũng không còn trẻ nữa, anh cũng có tuổi rồi, cho nên là kéo theo cái bệnh này cộng thêm tuổi tác nữa là anh rất là ốm yếu mọi người. Tôi ở phao rồi, ở mưa tuổi nào? Đây là vợ anh cho mọi người, đây là vợ anh. Cháu cho cháu cần đó rồi. À, chị vừa đưa cháu út đi học, đưa cháu út đi học về mọi người. Còn các cháu thì cũng đi học hết rồi. Đấy, thì còn mỗi chị vừa đưa cháu út vừa để đi về. Đấy, hiện tại thì gia đình chỉ có một cái vườn nhỏ như thế này thôi, đất chính cũng là đất của họ rồi. Đấy, mọi thứ thì cũng rất là nhiều nào mọi người. Cái cây cột trống này cũng bị hỏng hết rồi. Hôm nay là những mình lên đây thì cũng có nhờ em gấu một cô ấy, cũng không có nhờ em gấu một cô lên đây dẫn Mỹ Linh vào nhà anh. Thì đi Mỹ Linh đi hai người mọi người, có em gấu một cô mọi người, không có bố mẹ. Thì hôm nay là anh nhờ em gấu lên để hộ chị để thái quả bò đấy. Đấy, anh thì ốm yếu nên là không hộ chị được, cũng nhờ em gấu để lên đây thái quả bò để giúp chị mọi người. Em gấu đang làm việc rất nhiệt tình. Em gấu này thì lúc còn trẻ thì em ấy cũng từng trải qua lớp quân ngũ về mọi người ạ. Thì bây giờ em ấy cũng có tuổi rồi nhưng mà cũng hay ốm yếu. Thì hôm nay là Mỹ Linh rủ em lên đây đấy, để hộ gia đình thấy quả bò đấy. Còn anh cho thì anh cho bất lực của anh thì ốm yếu thì có thể làm được việc nặng mọi người nhá. Đấy, cho nên phải nhờ em gấu lên, hai anh em lên. Đấy. Mèo khỏe phết nhờ. Ăn gì mà thấy quả bò khỏe đấy. Ăn mềm mén. Ăn mềm mén à? Mềm mén với rau dưa nhờ. Chấm ớt. À, mềm mén rau dưa chấm ớt nhé. Ồ, ăn thế tuyệt vời quá. Thế không có thịt ăn à? Thịt ở chợ. Thịt ở chợ à? Ăn ở con mắt. À, thế được bao nhiêu năm mà không được ăn thịt rồi? Phải nói là 12 tháng rồi. 12 tháng đấy rồi. Không được ăn thịt rồi. Sao nhỉ? À, thế là tự gọi là 12 tháng là một năm thì mới được ăn thịt một lần thôi đấy. Chỉ mổ được con gà cúng lúc 30 Tết đấy nhỉ? Đúng đấy. À, thế còn lại là không có thịt ăn à? Toàn rau dưa mềm mén với lại chấm ớt thôi à? Thế thôi. Thế có mỡ xào rau không? Không có. À, cũng không có. Có à. Ít dầu. À, đấy mọi người ạ. Em gấu về trả lời là cũng không có thịt ăn mà cũng không có mỡ xào rau mọi người nhé. Đấy, thì em ấy cũng nhà thì mọi người biết rồi đấy, thước phim trước thì mình cũng quay mọi người biết rồi, em ấy cũng rất hoàn cảnh bởi vì do là bố mẹ mất sớm mọi người. Đấy, em ấy thì cũng mất rất là sớm, bố mẹ mất rất là sớm cho nên là em ấy cũng rất là hoàn cảnh mọi người. Em bây giờ chỉ sống một mình trong một cái căn nhà thôi đấy, cho nên là cũng hoàn cảnh đấy, nhà em ấy cũng hoàn cảnh đấy mọi người nhé. Đấy thì là em gấu thì thước phim trước thì mọi người cũng biết đến cái thước phim rồi đấy. Anh thì em ấy thì từ khi mà trẻ từ quân ngũ về á, thì em cũng ốm đấy, còn về xong là bố mẹ lại mất nữa, bố mẹ thì mất hết rồi, bố mẹ thì mất gần chục năm nay rồi, em ấy thì sống một mình thôi đấy. Thì hiện tại là em ấy cũng Mỹ Linh cũng nhờ em ấy lên nhà anh cho để hai anh em lên. Đấy, có những cái gì thì em ấy hộ nhà anh cho, bởi vì anh cho thì anh cho bất lực ấy, thì không làm được gì, chỉ nằm với ngồi một chỗ thôi. Đấy, vợ thì cũng rất là nhiều cháu, 7-8 cháu liền.
Đấy, còn lúc đấy là vợ vừa đưa cháu út đi học về. Đấy, còn các cháu cả lớn thì cũng chắc là cũng đi đi làm việc khác, gọi là trên này chỉ có mùa này thì cũng không biết làm gì cả, chỉ đi trồng đi hái rau lợn thôi. Đấy, chỉ đi hái rau lợn về thôi mọi người nhé. Đấy, chắc là các cháu lớn thì cũng cùng nhau đi hái rau lợn rồi. Con gà đang ấp trứng trong này. Này gà nở sao mà anh chưa lấy ra nhỉ? Đấy, gà cũng nở rồi mọi người ạ. Đấy. Nói chung là mọi thứ thì nhà anh thì chỉ có như vậy thôi. Chứ không có gì để mình tả nhiều nữa mọi người ạ. Đây, nuôi được ba con bò bé bé đây. Cái bé này chắc là mới đẻ. Đấy. Bò này, này cũng không phải là bò của nhà anh mọi người nhé, đây là bò nô hộ của người khác ấy, như lúc nãy Mỹ Linh nói rồi nhé, là bò nô hộ người khác thôi. Đấy, để hai con thì mình được phép lấy con thứ hai và lấy phân. Đấy, còn con thứ nhất thì để cho chủ bò. Đấy. Anh có nuôi một con chim họa mi đất, đây là người ta gọi là chim họa mi đất đi mọi người. Đấy. Chim họa mi đất đi nhá. Chung cái chuồng bò thì cũng không được an toàn lắm cho mọi người ạ. Nói chung là bò nhỏ đó, bò to thì cái tấm ván này sẽ bị bò nhấm lún xuống hết. Đấy. Bên này thì anh cũng không nuôi lợn gì, không có con gì để nuôi mọi người ạ. Nhà chỉ có như vậy thôi. Đấy, không có gì khác để Mỹ Linh diễn tả được nữa mọi người nhé. Hiện tại là chị đã thấy xong rồi thì hiện tại cũng cho lấy cho bò ăn mọi người. Đây. Có hai con nhưng mà ăn được một đống này thôi. À, cho nên nhà này sao để nó đua phải không? Ồ, nó đua rồi. Thế cho nó như là trên này trỏ cho nhà lóng rồi ca ca chỉ nó không? Nó không. Nó không. Mấy này bảo là bò này của chị ăn cả ăn với lá là ăn cả cây. Chị có nói là bò này ăn cả cây. Nếu không như bò nhà Mỹ Linh là chỉ chọn mỗi lá ăn thôi. Đấy, lấy lưới liếm ấy. Đấy, lấy lưới liếm thì dính lưới thì ăn. Còn cái cây to quá thì nó lại bỏ mọi người ạ. Đấy. Thế là bò này thì bò của nhà anh cho này ấy, thì ăn rất là tốt mọi người ạ. Bò ta này nó ăn nó không chọn như kiểu bò lai ấy, như nhà Mỹ Linh nó bò lai bò lá xin về á thì nó chỉ chọn mỗi cái lá ăn thôi. Đấy. Còn mỗi cái cây thì nó không ăn. Đấy, cái thân cây nó không ăn mọi người. Đấy. Cái này là mình chỉ lấy cho nó ăn một nửa bằng này thôi. Nếu mà mình lấy mà mình mà cho nó đầy bằng cái thùng này á thì là nó sẽ ấy, bị rớt ra ngoài hết mọi người. Đây. Đấy. Lúc nãy chị có nói là bò này là nuôi hộ thôi. Đấy. Hai con này là tất cả hai con bò cái này là nuôi hộ mọi người nhé. Đấy, anh cho vừa cũng lúc nãy vừa cũng nói là trước thì anh cũng lấy một con về nuôi nhưng mà do là cũng chết rồi. Đấy, thì cái con bò đấy là bò của nhà nước ấy thì anh lấy về nuôi nhưng mà cũng chết rồi, thì hiện tại là anh cũng chia sẻ là anh đang nợ nhà nước khoảng 11 triệu. Đấy, thì con bò thì cũng chết rồi thì bây giờ không có cái gì để trả nhà nước ấy, thì bây giờ là anh lấy bò hàng xóm về nuôi, anh nhận về nuôi để sau này mà hai con này mà để ra một con nữa thì anh sẽ nuôi con đấy lớn lên. Anh nuôi con đấy lớn lên rồi là sau đó là anh sẽ đem đi bán. Đấy, đưa đi bán để lấy tiền về trả cho nhà nước mọi người ạ. Để lấy tiền về trả cho nhà nước. Đấy, nếu mà mình không như thế là
không nuôi như vậy, mình không nhận bỏ nhà hàng xóm về nuôi như vậy là nhà thì cũng dốc hoàn cảnh, thì không biết kiếm tiền đâu về trả ấy, thì mình chỉ cũng phải là chịu khó, chịu khổ một chút. Là mình cái nỗi khổ là mình chỉ cứ đi cắt cỏ về thôi, đấy, cắt cỏ về cho nó ăn, đấy, nuôi khoảng 3-4 năm mọi người nhé, phải nuôi khoảng 3-4 năm thì bò, 3-4 năm thì bò nó bắt đầu to ra, nó lớn rồi thì mình mới đem ra chợ bán được. Bởi vì bò hiện tại là bò trên Mỹ Linh này là bò rất là rẻ mọi người ạ. Những cái tầm cỡ như hai con này là nó chỉ rơi vào độ tầm khoảng 16-17 triệu thôi. Đấy, bò thì bây giờ rất là rẻ. Lợn thì thịt lợn thì rất là đắt, thịt lợn thì ngon thì 150-160 một ký, nhưng mà bò thì rất là rẻ mọi người. Những hai con bò này chỉ rơi vào độ tầm 16-17 triệu thôi. Đấy, bò thì cũng rất là rẻ. Đấy, còn gà vịt với lại lợn thì rất là đắt. Đấy, không hiểu bây giờ là những cái con vật to lại rẻ hơn những con nhỏ mọi người ạ. Đấy, Mỹ Linh thì cũng xin chia sẻ đến đây cho mọi người biết đến thôi. Đấy, Mỹ Linh cũng xin phép tận dừng video và Mỹ Linh cũng ra về. Đấy, mọi người xem hay thì xin cho Mỹ Linh xin một lượt đăng ký và một lượt like nhé. Mỹ Linh xin chào tất cả quý bác anh chị và chào tất cả mọi người. Mỹ Linh xin phép Mỹ Linh tạm dừng video tại đây nhé.